Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo sơ mi, bao gồm cả áo sơ mi ngắn tay và áo sơ mi dài tay cho quý chị chúng ta lựa chọn về sử dụng trong mùa hè năm nay. Đồng giá các sản phẩm sẽ là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua hai sản phẩm giá chỉ còn là 300k, và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi ngắn tay. Em này là chất cốt tông này, và cái sản phẩm của mình tông màu sẽ là tông màu xanh đậm, họa tiết kẻ caro. Mã sản phẩm sẽ là S167, chiều dài là 66 và sau là 68, ngang chiếc này là 51 và vai thì sẽ là 45. Em này size M, các bác xung quanh khoảng 60-65kg, hoặc là bình thường quý chị chúng ta thường mặc áo size M thì cứ thế mình lựa chọn cái sản phẩm này. Cũng là một con áo rất là dễ mặc, dễ dùng để các bác có thể là sử dụng mặc đi chơi đi làm. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Choi Pro. Chúng ta có cái logo gắn ở tem mác của sản phẩm sẽ là gắn ở trước cổ áo này. Mã sản phẩm sẽ là S167, và ngực áo thì cũng có một cái túi vuông nhỏ để cho các bác chúng ta sử dụng. Em này thì độ mới rất là cao luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết kẻ. Chiếc này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Back Number. Mã sản phẩm là S168, chiều dài là 69 và sau là 74, ngang là 55 và vai thì sẽ là 44. Sản phẩm này thì là size XL này, các bác xung quanh 70-75kg có thể lựa chọn em này. Tông màu thì cũng khá là tươi sáng trẻ trung để các bác có thể là sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu của mình cũng là chất vải cốt tông. Những cái dòng chất liệu này thấm hút mồ hôi rất là tốt, và các bác mặc trong cái thời tiết nắng nóng của mùa hè thì rất là ok rồi. Đặc biệt nó lại là những cái sản phẩm áo sơ mi ngắn tay. Em này thì sẽ có mã là S168. Mọi thông số thì nhà sành Doji sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để quý chị chúng ta tiện theo dõi này. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo sơ mi ngắn tay họa tiết kẻ caro. Tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than phối với trắng. Mã sản phẩm là S169, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 41. Chiếc này có size là size M cho các bác xung quanh 60-65kg là có thể vừa vặn với em này. Ở chất rất là đẹp, riêng với các cái dòng sơ mi của nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị thì chất lượng cực kỳ đảm bảo luôn. Em này thì độ mới cũng rất là cao này, mã S169. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết kẻ. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nó đơn giản, nó tối giản, mình dễ sử dụng thì có thể là lựa ngay em này. Sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Lion Scott. Chúng ta có thêm cái logo người ta thêu ở trên túi áo này. Mã sản phẩm sẽ là S170, chiều dài là 69,5, ngang là 56 và vai thì là 48cm. Với chiếc này thì các bác xung quanh khoảng là 65-70kg là các bác mặc vừa vặn thoải mái luôn. Họ form dáng của mình là form suông rộng rãi, chất liệu thì rất là thông thoáng để các bác sử dụng trong mùa hè. Có cái tông màu thì là cái tông màu rất là trẻ trung, nên là bác nào vừa vặn với sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với sành Doji mã S170. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh đậm. Chiếc này thì là thiết kế suông trơ đơn giản, cũng không có họa tiết ở bên trên. Đây là một thiết kế của nhà Polo Club. Đây cho các bác chúng ta coi tem mác này. Mã sản phẩm sẽ là S171, chiều dài là 65 và sau là 70, ngang là 54 và vai thì sẽ là 45, size L. Các bác xung quanh 65-70kg là có thể lựa chọn em này. Cũng là một sản phẩm áo sơ mi với form suông rộng rãi này. Phần vạt áo nó sẽ là thiết kế vạt áo đuôi tôm. Em này mặc thì cực kỳ dễ luôn. Mã sản phẩm là S171, độ mới em này rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo sơ mi ngắn tay họa tiết kẻ, đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Và chúng ta còn có thêm một vài cái thông tin về sản phẩm này. Gia công và sản xuất sẽ là tại Mỹ, và chất liệu thì sẽ là 100% chất liệu cốt tông. Mã sản phẩm thì sẽ là S172, chiều dài là 65, xin lỗi quý anh chị, chiều dài là 66, ngang là 58 và vai thì sẽ là 49cm. Em này size MO, các bác xung quanh khoảng 60-65kg mặc rất là đẹp em này luôn. Form suông rộng rãi và cái chất liệu của mình nó sẽ là cái chất vải rất là mềm mịn thoáng mát. Chất liệu này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là S172. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo đến từ nhà Uniqlo. Để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu, quý chị cứ yên tâm là nhà sành Doji cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Em này thì sẽ có mã là S173, chiều dài là 73, ngang là 53 và vai là 46.
size L cho các bác xung quanh 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Tông màu thì cũng rất là trẻ trung, với tông màu chủ đạo của mình nó sẽ là cái tông màu đỏ. Các bác mặc em này thì rất là nổi bật này. Mã sản phẩm sẽ là S173, một con áo sơ mi thích hợp để quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế áo với tông màu khá là nổi bật. Đây lại gần một chút để các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát kỹ được cái họa tiết màu sắc cũng như là cận chất của sản phẩm này. Mã sản phẩm là S174, chiều dài là 66 và sau là 70, ngang là 51 và vai thì sẽ là 43,5. Em này có size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Global Work. Đó, các bác có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Quý chị nào chúng ta yêu thích cũng như là vừa bạn với cái thông số của sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với sàn đồ dinh. Mình cũng có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo này. Mã sản phẩm của em này sẽ là S174. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo sơ mi tông màu xanh nha, suôn trơn đơn giản. Đây là một thiết kế của thương hiệu Tommy. Cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng này. Chất liệu thì sẽ là chất cotton nylon. Mã sản phẩm là S175, chiều dài là 76, ngang là 64 và vai là 49. Em này size 2XL, form khá là rộng rãi này. Bác nào mà chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg hoặc là các bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm size lớn một chút thì chúng ta có thể là lựa ngay em này của nhà Tommy. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu kem. Em này cũng là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren luôn. Chất liệu thì sẽ là chất liệu 100 nylon này. Mã sản phẩm sẽ là S176, chiều dài là 78, ngang là 64 và vai thì sẽ là 51,5. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg các bác mặc vừa vặn thoải mái luôn. Em này form dáng rất là rộng rãi thoải mái. Cái tông màu thì nó sẽ là cái tông màu nhã nhặn lịch sự để quý chị có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren, mã S176. Mọi thông số cũng như là thông tin của sản phẩm thì nhà sành Lucy sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và mình sẽ cùng đến với các cái sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là những con áo sơ mi dài tay. Em này là một con áo sơ mi trắng cổ tông, một thiết kế của nhà Michael Rand. Mã sản phẩm thì sẽ là S177, chiều dài là 74, ngang là 58 và vai là 49. Em này có size XL cho quý chị xung quanh khoảng là 70 đến 75kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo tông màu xanh nước biển. Em này thì chất liệu 100% chất liệu cotton, gia công và sản xuất tại Mỹ này. Mã sản phẩm là S178, chiều dài là 80, ngang là 59 và vai là 47. Với sản phẩm này thì các bác cũng xung quanh khoảng là 70 đến 75kg là có thể vừa vặn với em này luôn. Thiết kế rất là đơn giản này, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Với những cái sản phẩm áo sơ mi này thì các bác mặc chung với cả quần jean hoặc là quần kaki, quần âu, quần vải đều rất là hợp luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là S178. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một em áo độ mới rất là cao luôn. Sản phẩm này của mình thì sẽ có mã là S179 này. Chiều dài của sản phẩm là 74 và sau là 77, ngang là 57 và vai là 48. Size của sản phẩm là size XL. Trước ngực áo thì mình có thiết kế một cái túi vuông và bên trên sẽ là thiết kế chữ thêu cực kỳ nét luôn. Em này rất là xịn sò với độ mới cao và chất liệu của sản phẩm nó sẽ là chất vải dày dặn. Em này thì các bác chúng ta mặc trong thời điểm hiện tại hoặc là quý chị chúng ta sử dụng trong mùa thu đông sắp tới cũng rất là ok. Một con áo rất là chất lượng. Đằng sau này của mình toàn bộ cũng là thiết kế hình thêu hết. Đây là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Đây cho các bác chúng ta coi này, hình thêu sắc nét, cái đường may của mình thì cực kỳ chắc chắn luôn. Cam kết với quý chị em này là một con áo rất là xuất sắc trong phiên live ngày hôm nay. Bác nào mà vừa bạn cũng như yêu thích cái tông màu đen, yêu thích cái sản phẩm tông tối màu thì nhanh tay lựa chọn em này, mã S179 này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo cũng tông màu đen luôn. Em này thì thiết kế đơn giản hơn một chút. Cái sản phẩm này thì nó sẽ là không có họa tiết. Chính xác thì em này nó sẽ là cái tông màu xanh đen. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo này, thương hiệu của Nhật Bản, chắc hẳn là các bác đều biết đến cái thương hiệu này. Mã sản phẩm sẽ là S180, chiều dài là 65,5, ngang là 56 và vai là 51. Size áo của em này sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75kg hoặc là từ 65 đến 70kg thì các bác mặc em này sẽ là vừa vặn nhất này. Form suông rộng rãi, một con áo thiết kế rất là đơn giản. Đây cũng là cái nét đặc trưng của nhà Uniqlo, bao giờ các sản phẩm họ làm cũng có cái tính năng ứng dụng rất là cao, mình có thể là sử dụng mặc đi đâu cũng được luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo,
Em này là một con áo sơ mi trắng. Sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Givenchy, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Mã sản phẩm thì sẽ là S181, chiều dài là 71, ngang là 53 và vai là 39. Size của sản phẩm sẽ là size L cho các bác xung quanh 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Các bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo sơ mi trắng chúng ta mặc hàng ngày mặc đi làm thì có thể là lựa em này của nhà Givenchy. Một con áo rất là đẹp, với chất liệu của mình thì 100% là chất vải cotton. Mã sản phẩm là S181. Thông số các bác có thể là để ý về bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo sơ mi tông trắng kem này. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo và mã của sản phẩm này thì sẽ là S182, chiều dài là 72 và sau là 73, ngang là 56 và vai chiếc này thì sẽ là 47cm. Size XL cho quý chị chúng ta cũng xung quanh khoảng là 70 đến 75kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là các bác nào yêu thích các cái sản phẩm áo sơ mi trông nó trẻ trung năng động thì lựa những cái sản phẩm áo thiết kế cổ tàu như này, mặc cũng rất là đẹp luôn. Mã thì sẽ là S182, chất liệu của mình sẽ là chất vải rất là mềm mịn và cái độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đối với những cái sản phẩm hàng hiệu chất lượng như này thì các bác cứ yên tâm giặt giũ thoải mái cho mình, không lo chất liệu bị bay bị nhão, cái độ bền của sản phẩm nó sẽ rất là cao. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một con áo tông màu hồng nhạt, sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung để cho các bác chúng ta lựa chọn. Thiết kế cũng rất là chỉn chu này. Mã sản phẩm là S183, chiều dài là 71 và sau là 75, ngang là 55 và vai thì sẽ là 45cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size XL. Quý chị thường mặc size XL hoặc là mình có cân nặng nằm trong khoảng từ 70 đến 75kg là yên tâm vừa vặn cho mình sản phẩm này luôn. Cái tông màu này thực ra thì cũng không kén người dùng, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, em này rất là dễ để sử dụng. Ở bên trên này thì chúng ta có cái tem mác chính hãng của thương hiệu. Em này là một sản phẩm của thương hiệu Ralph Ivan, là độ mới thì rất là cao và cũng không thể nào mà thiếu được một cái túi ở trước ngực áo cho các bác chúng ta sử dụng. Mã S183 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo của nhà Marc Bocart. Tông màu của mình sẽ là tông màu nâu nhạt và với mã sản phẩm sẽ là S184, chiều dài là 69 và sau là 73, ngang là 57 và vai thì sẽ là 47cm. Size của sản phẩm này sẽ là size XL, các bác xung quanh khoảng là 70-75kg là cũng có thể lựa chọn em này rồi. Tông màu rất là nhã nhặn lịch sự này, chiếc này mà các bác mặc đi chơi đi làm là rất là ok luôn. Thiết kế thì suông trơn đơn giản nên là mình có thể phối hợp chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mã sản phẩm là S184. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo sơ mi với cái tông màu xanh đậm. Em này thì trông nó hơi hầm hố một chút. Cái trên cái vai áo này thì sẽ là một cái thiết kế cầu vai. Mã sản phẩm là S185, chiều dài là 72, ngang là 58 và vai thì sẽ là 46cm. Size của sản phẩm này sẽ là size XL này. Bác nào trông yêu thích những cái sản phẩm trông nó hay ho, trông nó năng động một chút thì có thể lựa chọn em này. Hai bên ngực áo thì sẽ là thiết kế hai cái túi vuông rất là rộng rãi. Ngoài ra còn có thêm cả nắp cả cúc cẩn thận nên là các bác đựng đồ cũng không lo là bị rơi bị mất. Tông màu này thì nhìn chung nó cũng là một cái tông màu rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã S185 cho bác nào vừa mặc với size XL này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo của Uniqlo. Tông màu của mình sẽ là thiết kế tông màu ghi với mã sản phẩm là S186, chiều dài là 70, ngang là 47 và vai là 43. Size của sản phẩm này sẽ là size S cho quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg thì có thể lựa chọn em này. Cái form dáng của sản phẩm nó sẽ là hơi ôm một chút nên là các bác nào yêu thích những cái thiết kế mặc lên nó gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Một sản phẩm chính hãng đến từ nhà Uniqlo với mã sản phẩm là S186. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo tông màu nâu đậm và đây là một thiết kế áo sơ mi có hoa văn họa tiết ở bên trên. Mã sản phẩm sẽ là S187, chiều dài là 76, ngang là 61 và vai là 52. Em này thì sẽ là size 2XL, cũng là một con áo rất là độc đáo để cho các bác chúng ta sử dụng này. Quý chị cứ yên tâm là với cái sản phẩm tông tối màu như này thì rất dễ để các bác chúng ta phối đồ thôi. Đặc biệt là bác nào mà chúng ta yêu thích những sản phẩm có hoa văn một tí thì lựa em này mặc cũng sẽ rất là ok. Mã S187, em này thì là một con áo rất là mới này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo sơ mi dài tay với họa tiết kẻ caro. Sản phẩm này thì cũng là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Lion Scott. Với mã sản phẩm sẽ là S188, chiều dài là 69, ngang là 52 và vai là 44. Size của sản phẩm là size L cho quý chị có cân nặng từ khoảng là 65 đến 70kg có thể vừa vặn với em này. Cho các bác chúng ta coi lại một lần nữa cái tông màu của sản phẩm. Em này màu sắc ở bên ngoài rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Nó sẽ là cái tông màu tím pastel.
pastel tông màu tím nha. Mã sản phẩm sẽ là S188, đó, form suông rộng rãi. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo sơ mi kẻ với tông màu là tông màu xanh than. Em này thì sẽ có mã là S189, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai là 45, size L. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta xung quanh từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này rồi. Sản phẩm này ở ngoài tông màu rất là đẹp luôn. Các bác chúng ta cứ yên tâm là nhận hàng về mình rất là ưng ý em này. Từ màu sắc cho đến chất liệu luôn, chất vải thì mềm mịn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Với sản phẩm này nó sẽ là gần như cái sợ dạng sơ mi thu đông rồi. Các bác có thể là sử dụng trong thời điểm hiện tại hoặc là các bác dùng trong cái mùa thu đông sắp tới cũng sẽ rất là ok. Mã sản phẩm là S189 này và em này cũng là một sản phẩm áo sơ mi rất là mới. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây thì sẽ là một con áo với tông màu nâu. Em này là một thiết kế của thương hiệu Uniqlo. Với mã sản phẩm sẽ là S190, chiều dài là 71 và sau là 77, ngang là 57 và vai là 49. Sản phẩm của mình có size L cho quý anh chị có cân nặng từ 65 đến 70kg là có thể lựa cho em này. Cũng là một con áo thiết kế form suông cực kỳ rộng rãi, thoải mái luôn. Nên là bác nào mà vòng bụng hơi lớn một chút, chúng ta lựa em này mặc cũng vẫn rất là ok. Mặc lên vừa thoải mái mà vừa gọn gàng cho mình. Tông màu nâu này thì cũng là một cái tông màu hết sức là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là S190, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo này. Riêng về những sản phẩm đến từ nhà Uniqlo thì các bác không bao giờ lo về cái mặt chất lượng sản phẩm luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo tông màu ghi, thiết kế trơn này, không có họa tiết. Đây cũng là một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Mã sản phẩm là S191, chiều dài là 71, ngang là 48 và vai là 42. Sản phẩm này thì sẽ là size M này. Các bác xung quanh 60 đến 65kg là có thể lựa chọn em này. Bác nào yêu thích những sản phẩm thiết kế trơn đơn giản thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Có một cái thiết kế chính hãng đến từ nhà Uniqlo, mã là S191. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo sơ mi dài tay họa tiết kẻ caro. Em này thì tông màu chủ đạo nó sẽ là tông màu xanh than. Trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu, một thiết kế của nhà Edwin Slow. Mã sản phẩm sẽ là S192, chiều dài là 70 và sau là 72, ngang là 55 và vai thì sẽ là 42cm. Size của sản phẩm là size L cho quý anh chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Với chất liệu cũng là chất vải cốt tông, lên form dáng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái màu sắc của em này sẽ là cái màu sắc vừa trẻ trung vừa dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã là S192 và thông số thì quý anh chị có thể coi lại phía bên tay trái màn hình của mình. Thời điểm hiện tại thì nhà Sành Lục Si sale các mặt hàng áo sơ mi với giá rất là hời. Nên là các bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo sơ mi chúng ta sử dụng không những trong thời điểm hiện tại mà còn sử dụng trong mùa thu đông sắp tới thì nhanh tay quý chị chúng ta lựa chọn các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ có mã là S193, chiều dài là 66 và sau là 70, ngang là 54 và vai thì sẽ là 46cm. Với sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng là 60-65 khoảng là đến 70kg các bác vẫn có thể là vừa vặn với em này luôn. Cái chất liệu của sản phẩm thì nó sẽ là chất vải cốt tông. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu First Down này. Đó, một cái tông màu cũng rất là dễ để các bác chúng ta sử dụng, mã S193. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Quý chị nào chúng ta yêu thích họa tiết kẻ sọc thì có thể là lựa ngay em này. Sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, mã sản phẩm là S194, chiều dài là 67 và sau là 71, ngang là 53 và vai thì sẽ là 50.5cm. Ngực áo có thêm một cái túi vuông này. Và cái chất liệu của em này nó sẽ là chất vải rất là dày dặn luôn. Đó, bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm mặc lên form dáng đứng form chuẩn form thì lựa ngay cho mình cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Chất vải dày dặn đẹp từ màu sắc, form dáng đến chất liệu, em này cũng không chê vào đâu được. Đó, các bác nhận hàng em này về rất là ưng ý cái sản phẩm này, mã S194. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo sơ mi tông màu xanh nhạt, cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Em này thì là cái form slim fit. Mã sản phẩm sẽ là S195, chiều dài là 76, ngang là 51 và vai thì sẽ là 44.5, size L. Và với cái sản phẩm này thì các bác xung quanh khoảng 65 đến 70kg là có thể mặc vừa vặn với em này. Cái sản phẩm này của mình độ mới rất là cao và em này sẽ là một cái item mà không thể thiếu được trong cái tủ đồ của quý chị. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là dễ sử dụng, các bác có thể là dùng chung với tất cả các trang phục khác nhau. Thứ hai nữa là đi đâu mình cũng có thể là sử dụng được em này. Một sản phẩm áo vừa trẻ trung mà lại còn vừa nhã nhặn lịch sự này. Sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo nên là về chất liệu và chất lượng sản phẩm các bác hoàn toàn là yên tâm, mã S195. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi giả bò này, tông màu thì nó sẽ là tông màu xanh than.
Bác nào mà thích những cái sáng mà nó trông nổi bật, nổi trội một chút thì có thể lựa ngay hôm nay. Mã sản phẩm là S196, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai thì là 46cm. Em này thì cũng là size L luôn, nên là các bác cứ bình thường mình mặc size L, hoặc là mình có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg là yên tâm vừa vặn với em này. Form dáng của mình thì là thiết kế form suông rộng rãi, ngực áo thì cũng có cho quý chị là một cái túi vuông nhỏ. Em này thì cũng là một con áo rất là mới. Mã sản phẩm là S196. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo sơ mi với tông màu ghi. Em này thì thiết kế suông trơn đơn giản, cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Một sản phẩm chính hãng của thương hiệu CK, đây là thương hiệu Calvin Klein. Mã sản phẩm sẽ là S197, chiều dài là 75 và sau là 77,5, ngang là 57 và vai thì sẽ là 49cm. Sản phẩm này thì các bác từ 70-75kg là mặc vừa vặn thoải mái luôn. Đó, chất liệu thì khỏi phải bàn rồi, chất rất là đẹp, các bác mặc rất là bền. Và thứ hai là mình cũng giặt rũ máy giặt thoải mái thì cũng không lo cái sản phẩm của mình nó bị bay, bị nhão hay là bị bề mặt vải bị xù. Tuy nhiên thì để mà bảo quản được tốt nhất một quần áo sơ mi thì chúng ta cũng hạn chế giặt máy thôi, mình giặt tay được thì là tốt nhất này. Em này thì sẽ có mã là S197, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu CK, với thiết kế cái tông màu ghi này cũng rất là đẹp. Mã S197 cho các bác chúng ta lựa chọn. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo của thương hiệu H&M. Đây cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, được người Việt mình sử dụng cũng rất là nhiều luôn. Mã sản phẩm sẽ là S198, chiều dài là 68, ngang là 42 và vai là 40. Em này có size S cho các bác xung quanh khoảng 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Cái chất liệu của em này nó sẽ là cái chất vải rất là mát luôn, nó gần như là cái chất vải lạnh rất là mát này. Và các bác chúng ta yên tâm về cái độ thấm hút mồ hôi của em này. Tuy nhiên thì bác nào yêu thích cái tông màu đen thì chúng ta lựa chọn. Form dáng của em này thì sẽ hơi ôm một chút nên là mặc lên cũng khá là gọn gàng. Mã S198, sản phẩm của nhà H&M. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo sơ mi dài tay của thương hiệu Uniqlo. Em này là một thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu ghi sáng. Và mã sản phẩm sẽ là S199, chiều dài là 76 và sau là 78, ngang là 60 và vai là 49 này. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Form suông rộng rãi và em này là một sản phẩm chất rất là dày dặn luôn, nên là các bác mặc lên cái sản phẩm này form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Đó, mã sản phẩm thì là S199, cái độ bền sản phẩm rất là cao cho quý chị. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một sản phẩm có cái tông màu là tông màu xanh rêu. Em này thì nhìn chung cũng là cái tông trung tính tối mọc, nên là cũng rất dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã S200, mã của mình sẽ là S200 này. Chiều dài là 68 và sau là 70, ngang là 49 và vai là 44cm. Size của em này thì sẽ là size M cho các bác xung quanh khoảng 60 đến 65kg là có thể lựa cho em này. Chất vải rất là dày dặn nên là các bác cứ yên tâm sử dụng cho mình. Mã S200. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo của nhà Proposta. Tông màu của mình thì sẽ là tông màu xanh than. Và với mã sản phẩm sẽ là S201, chiều dài là 75 và sau là 78, ngang là 59 và vai là 49 này. Sản phẩm này cũng dành cho các bác chúng ta thường mặc size XL, hoặc là quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 70-75kg là có thể vừa vặn với em này. Sản phẩm của mình thì sẽ có thiết kế hai cái túi vuông ở hai bên ngực áo này. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo thiết kế tông màu xanh than, cũng là một con áo thiết kế cực kỳ là đơn giản. Với mã là S202, chiều dài là 66, ngang là 48 và vai là 40. Size áo của mình sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là lựa chọn em này rất là ok luôn. Thiết kế trơn đơn giản, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chất liệu của mình cũng là chất vải cốt tông, mã S202. Vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà Sành Đồ Di giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi dài tay đến từ thương hiệu Fila. Em này thì sẽ có mã là S203, chiều dài là 71 và sau là 73, ngang là 59 và vai là 47cm. Size của sản phẩm này sẽ là size XL cho quý chị xung quanh khoảng 70-75kg có thể lựa chọn em này. Tông màu khá là tươi sáng trẻ trung này. Với sản phẩm này thì các bác sử dụng mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Chất liệu của mình thì 100% là chất vải cốt tông. Mã sản phẩm là S203, thiết kế đến từ thương hiệu Fila.
Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết kẻ sau. Tông màu chủ đạo sẽ là tông màu trắng, cũng là một thiết kế của nhà Fila luôn. Thương hiệu này là một thương hiệu thời trang của Ý. Mã sản phẩm sẽ là S204, chiều dài là 69 và sau là 71, ngang là 55 và vai thì sẽ là 45cm. Size L cho các bác xung quanh 65 đến 70kg có thể sử dụng em này. Form dáng của mình là thiết kế form suông và phần vạt áo thì cũng là thiết kế vạt áo đuôi tôm này. Cũng là một con áo chất cốt tông rất là mềm mịn, thoáng mát. Mã sản phẩm là S204. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu nâu đậm. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là S205, chiều dài là 71, ngang là 51 và vai là 46. Size áo của mình sẽ là size L. Cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này của mình chất vải dày dặn. Các bạn coi trên live đã thấy cái form dáng của mình nó rất là đứng form, chuẩn form rồi. Cũng là một cái sản phẩm thích hợp cho các bác chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã S205. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong phiên live ngày hôm nay. Một sản phẩm áo sơ mi dài tay với họa tiết kẻ. Tông màu chủ đạo là xanh than phối với đen. Em này cũng là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Sản phẩm này của mình thì được gia công và sản xuất tại Bangladesh. Mã sản phẩm là S206, chiều dài là 64 và sau là 65, ngang là 51 và vai là 41cm. Sản phẩm này cũng là size M luôn. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size M, hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65kg là yên tâm lựa chọn được sản phẩm này rồi. Form suông rộng rãi và độ mới rất là cao. Chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tâm thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt này. Mã S206 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Nhà xanh Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống, và đừng quên là ủng hộ nhà xanh Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.